Xong phút bò sạc nhân bật tù sạc á, xin quý vị mình tắt điện thoại nha, tắt âm thanh đi để rung cũng được nha. Cũng như là tất cả quý vị Phật tử, nam tín nữ, mọi người đều
do gì? Vì lý do là mọi người mong cầu để đạt được cái quả vị bất tử, tức là mọi người muốn nhìn thấy được niết bàn, muốn chiếm ngộ được niết bàn, nơi mà tất cả các đau khổ đều được đoạn tận. Hello, kính thưa Đại Bi Diên Lưu, kính thưa Tịnh Tấn Mục Trạm Đại Bộ. Rồi Tịnh Tấn Mục Trạm Đại Sư Rộp, Thí Tây Ngô, Lưu Đăng Đại Lưu Sơn Đệ, Thí Tây Tiên, Hệ Cú Tà Lạc Sê Kha, Cô Rú Bộ. Thí Rú Văn Đệ Bì Mạc Bú Sáu, Bì Mạc Lưu Sơn Đệ Đệ, Nè Đà Bò, Thí Tây Ngô Sáu Lộ Bì Mạc, Lưu Đăng Giang Bà. แต่ถ้าได้ไปคือตัวกองมูลที่เราจะหาไปเราได้อยู่คือตัวกองมูลที่เราจะเรียนเนี่ยมาสาวุรีเรียนมาเราเรียนรู้เต็มสุราเราเอเชียบ่ก็คำแรกนี้คือการที่เราเรียนคือเรียนตาอารมณ์ในการสนองมาเต็มมาคือการจองเต็มมานั้นไอ tất cả mọi người đến đây cũng bởi vì cái buổi lễ thế giới Sima đó, mà đặc biệt là có cái nhóm thí chủ của là cái nhóm Tâm Bình An, nhóm này đã đứng ra đã lãnh đạo và tổ chức cái buổi lễ này, cũng như cái việc mà cúng dường đến cái ngôi Sima. Và cũng bởi vì cái lý do đó nên là chúng ta cùng nhau làm nên các cái biện pháp trong tất cả các cái công việc xây dựng, tất cả các ngôi đền tháp vân vân, thì cái ngôi Sima là một trong những cái việc làm cực kỳ quan trọng. Hello, xin lỗi nhà mà bà đó xưa giờ ta đi từ cái gì đấy? Tiền đã mà cả thế cháu mà thế thì à mà thế, tiền đã lưu để đấy mà đó cả thế lưu đã nã nó cả thế khăn mà lưu đã nè cả thế tiền đã lưu đã nè bộ bồ đề đó. Chú chí chí ma ma bù yá đá tế. Chẳng nè chèm ma lê rê tên áng nè chú chá đế. Tư tò kà thên khá ma kà thên tên áng ngô lưu đán nè bố gô rê gà chú bù chí chí ma ma yá đá tế. Thô dù gà kia tê rá rá khá ma. Bố kia yá thê sông ma tên á rê sinh vũ rô gô lưu rê bố gô rê gà chẳng nè อภัยนี่ก็ดูแลบ่พอเลยพอมีแต่ชุบยาเลยโดยเฉพาะอยู่สิทั่วดูแลเจ้าสาวผู้ใดดูแลเนี่ยมาแล้วเว้ยจําแนกอยู่ๆผู้ที่ดูแลเนี่ยสายเนี่ยเต็งดูแลเนี่ยพวกผู้อ่ะผู้มีมาอจุยามยาเลยก็ยืนบันอภัยเลย สมาธิเย็นอยู่ในบ้านมาตัวบ้านเดิมของแม่นี้เราจะสมาธิเย็นก็หายบ้านไอ้การเอ่อกระซ่อมเพื่อเนอกระทันหันมีกระทันหันเย็นการมีกระทันหันเย็นจะเราเนี่ยเดินเติร์กระเติร์กเอาไอ้ที่กระทันหันเย็นการเราเพื่อเติร์กแต่เมียนเนอเสมาเนอแล้วเราจะอยู่กับเมียนเราเสมาเนอก็มันอายกลายเติร์กเยอะกระทันหันเย็นบ้านได้ Và ở đất nước Myanmar có một cái câu châm ngôn để thì niềm tin của người dân Myanmar nói về việc cúng dường, thì người ta tin rằng là trong tất cả các cái việc cúng dường về y phục đó, thì cái việc buổi lễ cúng dường y phục trong cái mùa ca thi ná là đem lại kết quả thù thắng nhất so với những cái việc mà những cái thời mà mình cúng dường như thông thường. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta cúng dường cái bảo tháp để thờ xá lợi đối Phật chẳng hạn, thì ở trên đỉnh của bảo tháp, cái nơi mà cao quý nhất là cái nơi đó, ai mà có cơ hội để cúng dường thì cái người đó cũng có được phước báo thù thắng. Và tương tự như vậy, đối với tất cả
các cái công trình xây dựng, thì Mohenjima là cái nơi mà người ta tin tưởng là người dân miền biển, người ta tin tưởng là cúng dường ở đây sẽ đem lại kết quả tốt đẹp nhất. Và chưa lâu tình trong dòng của Lưu Đan Đẹp Bộ Cổ thì là thực ra trong dòng của Lưu Đan Đẹp Bộ Cổ thì đẹp bộ bí chú nhá thật lên sự dễ. Ê ý, mì mì Lưu Đan lại thì tình trong dòng mà ở đây tân áp bảo hồ nguyên bí mạ dán kiểu Lưu Đẹp Bộ Cổ thì là dán khẳng lộ dạ để chân hệ trong dòng này mà dán khẳng lộ dạ là mà hộ bụ tình mà về dán khẳng trả nó. Đại đạo mô tên ngô lưu trang lạc đồ áp chiến giảng đồ lì tâm ná bòng ngô nghe giáo quý mạ kê á tâm ái của chú giá hát trùm này ở mì mì gá chín ngạc thọc và chú trang lạc đồ nà lê tù đế đại đạo mô tên trong dòng ngô lưu trang lạc đồ bồ đề gá chú chí dì mà bồ giá lê lục tình lục dọa. Hát ếp văn đồ xong đây là ta ở nơi สมาธิเนี่ยคือมีอานิสงส์จรคือว่าถ้าการเรียนในสมาธิสมาหายคือผู้สร้างอาจของผู้ในกระบวนการกับงานของผู้บางจะโดยเฉพาะมีสมาธิจะต้องได้วัดทุกการเรียนมีสมาธิคือหมายถึงการที่จะทำงานมีสมาธินั้นคือเรียนพลังอิสงส์จร và tại sao lại cúng dường cái Mohenjima nó có đem lại cái kết quả thù thắng hơn so với những cái việc cúng dường công liêu thông thường, thì tại vì là lý do chỉ có ở Mohenjima thì quý vị mới có khả năng mà quý vị xuất gia và trở thành một cái vị tỳ kheo, còn tất cả những cái ngôi công liêu khác thì quý vị không có làm được điều này. Sau khi mà cái vị tỳ kheo xuất gia thì vị tỳ kheo có cơ hội để thực hành pháp, và chúng ta là những người trực tiếp hỗ trợ cho cái việc thực hành pháp này bằng cái việc cúng dường Mohenjima. Bởi vậy nên là thì cúng dường cái Mohenjima đem lại một kết quả cực kỳ thù thắng. Rồi thì Kutala Seda Group Kutala Seda Group này chẳng hạn như thế này là alo sư bong thì mà thì tôi tên nhau là một chú chẳng để sửa rộng. เออตุบอเซโรเนี่ยนาฮารอริกาเนี่ยเป็นเต็งตะโมพวกด้วยซีเซนจาครับเออเต็งตะโมพวกด้วยซีเซนเนี่ยอาคามาเออตุบอเซโรเนี่ยจะเนี่ยดีละลุเซนดีสุบองฟีมาเซนโลอะเรเมียนมาနိုင်ငံကเซโรริကိုလည်းတို့ပြည့်ပြည့်တည်တဲ့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 
nên ngang sao rồi vô đây đấy từ đi đến nó một cái vụ cái việc đấy có tí là nào vô đây đấy từ cái việc ai nghe tí là nào là rồi thì đi ra sau vụ nên là cái đấy rồi từ thì nó vào vụ này có thế là vừa là ngang này ngang là ngang rồi vô từ đi đến nó một cái mà vào vụ này có cái việc trả đấy ท่านประธานสนามเสนาธิการรัฐบาลปกครองนี้กระทรวงการต่างประเทศของท่านโรงการอัตเนียนิมนต์ประจำที่จังหวัดประเทศเราเมืองประเทศมาถึงในร้านในประเทศไทยประเทศเดียวประเทศภูมิเอเชียต่างๆก็บางนิมนต์ได้บางนิมนต์ก็มีปัญหา Sau khi nhận được cái lời thỉnh cầu cúng dường của nhóm Trà Bình An cũng như là tất cả quý vị thí chủ thì sư cả chùa Tóc Bóc cũng như là trí tăng hội đồng ở đây để mà sắp xếp, để mà bàn thảo và chuẩn bị nhanh một cái buổi thế giới xi măng cho được thành tựu tốt đẹp. Và sư cả cũng như là quý vị Phật tử đã bỏ công ra mời trí tăng từ khắp nơi đến. Chỉ đang từ Miến Điện, từ Thái Lan, từ Lào, Campuchia cũng như là Sri Lanka, nhưng mà có chỉ đang ở Sri Lanka vì một số lý do đi lại khó khăn nên là các vị không có tới được. Vậy là chúng ta đã ra sức để mà thỉnh mời chỉ đang từ năm nước Phật giáo Nam Tông để mà đến đây để mà tụ họp lại như đây.
Rồi, Theravada ngắn ngày càng gần, Theravada càng gần thì biến ngắn ngày càng bùi dao lại. Dao lại rồi kìa, biến ngắn ngày càng lên với Theravada ngày càng thiết đồng hệ thế, nó. Theravada, từ ban một cơ thể Việt Nam ấy, cơ thể Việt Nam yêu trong cơ thể Việt Nam là lúc cần sát na để chỉ cơ thể Việt Nam. Và sau khi tăng từ năm nước Phật giáo Theravada và giáo Nguyên Thủy đến với Việt Nam thì chắc chắn là đất nước Việt Nam cũng trở thành một cái đất nước của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Theravada. À, thế luôn đấy. Thế nên anh được gọi lúc đó là để xử lý nhé. Thì biên năng ngũ dân lúc giao lại càng này. Biên năng á, thật ra được có mà lý ấy, thật ra đeo hù. Mì hả để bố. Biên năng á, thật ra được có mà lý ấy, thật ra thế ra yêu chí mũ hà. Thật ra lý của nên nè sàn sàn xì rế, lý 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 xa ra xì rế. Thật ra hả, thế ra thế ra thằng hà hù lý ra ra rế. Nhân lũ ra rế, yêu chí ra rế. Thật ra ngũ dân thêm hà rế. Thế nên lúc theo và là khả năng là đang hào rồi cô thì tôi bảo trong bộ là cái bị mẹ lê về thì gắn đi bị tế xe tất hành ngàn lông bộ theo và là tất hành chẳng bảo lý mẹ lúc dễ nhỏ lên bà đấy. Có về đây cần chia Việt Nam rồi trước mai còn chia rào những từ nghiên cả sạch thiên nơi trong cả sạch sạch hay về đề những ta thực hiện trong tất cả những lúc các bạn rộng nơi cam rồi ta là bổng bên nơi quân cơ sở thêm xe hay nô biên ta nơi trên thân mô tình yên trên ta chúng quân nơi ngã cơ sở thể hay như nô bạn bổng bên nơi trong thân. Tại vì lý do nào, tại vì sao mà Ngài nói như vậy? Tại vì khi mà Ngài đến với đất nước Việt Nam thì Ngài thấy là chư thiền nam tín nữ, quý vị Phật tử của Việt Nam có một cái tính tâm rất là trong sạch và mọi người cung kính chư tăng, mọi người rất là kính trọng Tam Bảo và mọi người có một cái đức tin rất là lớn. Vì vậy nên là sau khi mà giáo pháp Phật giáo Nguyên Thủy được thiết lập ở ngôi chùa Tóc Phốc này thì Ngài tin tưởng rằng trong thời gian tương lai trên tất cả mọi miền của đất nước Việt Nam thì giáo pháp sẽ lan tỏa. Rồi, thế nên lúc này để dân thêm vào đây ngắn nghe vốn dạy học ạ. Để tôi bảo sẽ rồi cụ lại. Thế nên lúc này, bảo sẽ rồi cụ lại đến tâm nghỉ để biến ưu luyện ạ, bảo đồ ạ, Meditation Center của giao lại đây. Vì lúc, ở khá áo lưu dụng này, thì sẽ rồi này, cứ trong là đàn hà rồi đi phong đồ ạ, thì ai đi thảo, thì ai thỏa hát thông lý sĩ trả đấy. Mà mô lần nha anh lúc khách này nằm ở chìa phong dây ta lúc thì lúc thì ai hát thông lý sĩ. Thì ai thông lý sĩ rồi, xe rồi vào đây về thì mà bởi vì thì ở lúc kỳ xa đấy này, ở lúc cảm giác rồi chắc chỉ rồi tên bởi nền này đi bộ. Tức là tu chen ya da lao ma da la tan di sa di kien pao ye da ma ne vi ma kia a thot thot dwa re a thot dwa ro a phi do di tu pao chao ma le be kia dhamma re a thot pho lo a de so vi ma tu khan yu che ta khu ya di ya dwa re po Katu Jahika Jala Adiyan Katu Jahika El Kinhada Paasya Do and to Katu Jahika El Pungan Nong Vatsana Paao and to Katu Jahika Katu Jia Katu Jahika Vatan Pao and to Ban Loban Kofet Nel Vuan Nel Sima to Kalam and to Vainan Kofet Nel trong đây thì đó thì ta chúng ta tâm thần hàn đồng lại hay ta chúng ta tâm thần hàn đã thông qua cái con nghĩ là nghiêng đấy hay ta
bất tài phụ nghĩ đó miền cai chúng ta trong một tháng miền tuần hạt tuần lá miền bảo thời gian để chỉ yên một miền rồi bỏ nơi trong khai mở lòng nhai đến có miền tuần lá nơi miền tuần hạt trong một tháng được miền rồi mà ngày tết khoảng chừng 5 năm trước thì sư cả ở chùa Tóc Bóc cũng đã đích thân tới tại ngôi thiền viện Pa Ốc ở chi nhánh Phiêu Linh nơi mà chính ngài Pa Ốc Sa Đo đang ở, và nhiều lúc có những cái thời hợp duyên thì sư cả cũng gửi chư tăng đến những cái chi nhánh của thiền Pa Ốc ở Mô Lâm Nhai hoặc là ở những cái chi nhánh khác để cho chư tăng có cơ hội được hành thiền. Và thêm một lần nữa là tại vì sư cả chùa Tóc Bóc cũng có rất là bận rộn với công việc giảng dạy kiến thức pháp học của chư tăng, nên là khi nào mà sư có cái thời gian rảnh rỗi thì sư mới có thể hành pháp được. Và có một lần thì sư hành pháp khoảng một tháng ở bên Miến Điện, thì sau đó thì sư cả của chùa Tóc Bóc đã cảm nhận là cái ngôi chùa này đang rất cần chư tăng hành pháp, thật sự là mong muốn này, thật sự là mong muốn chư tăng có cơ hội được thực hành pháp. Lên một nhà đồ nhà yo thì yo kỳ của nó cũng là sẽ có cũng là sinh ra được như thế thì mà dia lục mẹ yang này nè bộ mà cha cái nào về thì mà dia sẽ khăn gì là lục đi do để nhưng mà này ngang ngang sẽ rồi đi yo khi đó u Cambodia là Uganda là đưa ra sẽ rồi อุบัติณาธุระเสียรแล้วเนี่ยที่มาเทศน์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ลบไปที่ชื่อแล้วหมดไอ้ลูกเทศน์ท่านนี่ลบไปส่วนยกนี่แล้วเนี่ยที่มาลาบิมาเทศน์อาจารย์ลบยาไปแล้วนอกส่วนเนาะแต่ปริยัติเนี่ยปฏิบัติด้วยมีมาปริยัติสัตตัญญาโยเตียทานเยตาโยหรือด้วยมีมาเสรอลบบ่อยู่เฉยๆแล้วหมดยันตรงยาโย อุบาสกอุบาสิกาอัลลอฮ์โยเกียรติมาริกูจินเจนจุกุกอมะอะทุกจะเมสุยเกติเนมาจินเจนจุกุกอมะอะทุกยาบีภูมิมาญมาในงานโลโลไทยในงานโลโลและชั้นในงานนี้มาก็เนี่ยที่พิจารณาในงานเนี่ยมาเวอะทุกเมสุยเนเวอะทุกโลกยาในบีอีกโคไรอุบาสกไรกูจะการนำความรับผิดชอบนี้บานตระบัดบานตระบัดในส่วนหนึ่งอิปัสนาเรื่องการอภิยกรรมฐานได้เกิดอภิยกรรมฐานไหมอภิภพได้วาสวาสินาได้นั้นบานจำได้ในกรรมฐานในนองวาสุขของนี้เองมันจำบานเตอร์การตัวเองเนี่ยประเทศไทย và chư tăng cũng như chư thiện nam tín nữ thì quý vị có thể tin tưởng là quý vị ở nơi đây, quý vị đang có cơ hội để thực hành pháp, và không lâu sau thì sẽ có những cái khóa thiền từ các cái vị thiền sư đến đây để mà cho quý vị có cơ hội được hành pháp, cũng như việc thiền sư từ đất nước Campuchia ở ngôi chùa Vipassana Dura thì ngài cũng thỉnh thoảng ngài đến đây để mở các cái khóa thiền. Thì quý vị Phật tử, quý vị yên tâm là quý vị đã có nơi để mà thực hành giáo pháp, và sau này theo như cái nguyện vọng của sư cả thì ngôi chùa này sẽ trở thành một nơi cho chư tăng thực hành pháp học, cũng như là cho mọi người có cơ hội được hành pháp, và sẽ trở thành một trường thiền trong tương lai. Và tất cả chư tăng, tất cả chư thiền nam tín nữ, mọi người hãy yên tâm là nơi đây mọi người sẽ có cơ hội được học pháp và hành pháp, và không còn phải bận tâm tới việc là phải đi qua Thái Lan, phải đi qua Miến Điện, phải đi qua nước ngoài để mà tìm kiếm giáo pháp nữa. Xin lỗi, ta đã nói là ta đã đi chơi về bộ nữa. Tỷ lệ là nền hàng mà áp cao nét, cho nên theo là nền hàng thì mà
เนี่ยอันเนี่ยนี่แหละตะกาลีเจ้าเองก็ท่านแห่งการมาอากองมีเจ้าเนี่ยในงานนี้มาอันเนี่ยนี่แหละเด็ดตะกาลีเจ้าเราเนี่ยมาอากองมีเจ้าเนี่ยในงานนี้อันเนี่ยนี่แหละเด็ดหรือเช่นนี้ก็หรือเช่นเนี่ยมาเที่ยววาระตานาเนี่ยอันเนี่ยในงานก็อากองเนี่ยในงานนี้เวลาลาบีมาดันลากูจ้าเลยบ่เนาะ เอกราชโดยเฉพาะประเทศไทยนั้นก็มีการการประชาสนาการอิจฉาแต่ประเทศเซนเซนอาจทางการประชาสนาอัศรีอิจฉาเป็นบ้างก็มีประเทศไทยการประชาสนาอิจฉาประเทศเซนเซนก็อัศรีอิจฉาแต่เมื่อประเทศภูมิยาอิจฉาประเทศเซนเซนอัศรีอิจฉายันคือประเทศอิจฉานั้นก็ยันนอมเทียมออกช่วยประเทศไทย Có những thời điểm thì tại đất nước Sri Lanka Phật giáo rất là phát triển, còn những đất nước còn lại thì Phật giáo lại thụt lùi. Có một số thời điểm thì tại Phật giáo tại đất nước Thái Lan phát triển, các đất nước khác lại bị thụt lùi. Và có một số thời điểm thì tại đất nước Miến Điện Phật giáo phát triển, còn các đất nước khác thì bị thụt lùi. Vậy nên là các đất nước đang bị thụt lùi về giáo pháp khi đến những đất nước mà giáo pháp đang hưng thịnh, đang phát triển rực rỡ, để mà được lan tỏa, để mà được ảnh hưởng, để mà được tiếp sức vào những cái đất nước này, làm sao cho giáo pháp hưng thịnh. Hello, Zenu, Tia Thầy, Nên Nhi Nghe Phật Đệ Bì, Nhớ Giọt Đệ Sĩ Sẻ Ngạ, Lộ Bộ Tập Tháp Tâm Tháp, Cú Bà Tân Hạ Tâm Tháp Nghệ Bộ, Sinh Nghệ Chạ, Cú Zen Lộ Pao Đệ Yên Lạ Mạ, Tiên Chá Tia Tạ Kê Nghệ Lệ Phúc. Rồi có xe rồi gì à, em được tiền cháu cháu ta phê nề rế sù ra vụ. Tí liền làm này ngang ạ, xe vô năng rồi rìa chá. Ở trú này ngang mà lê bê, em được đề kê tâm thá u gà tà nà sù rê tía sư quê kì gà. Kéo đủ nì nì phê nề rế bộ, tên nó y dồn nó. Em được phê nề rế chê ngó. Tí liền ngang ạ, đề kê xe rồi gì để chóa lá bì mà, tư 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 อัตตระกะอะละเชรจีปุระนะเราต้องเนี่ยเราอัตตระก็ได้ตุตะเวเนี่ยเราอุทิตะเซนโลภาวะยิตามาสัตตะติมาอัตตระนี่แหละยานบอกเลยแล้วตรงนั้นแหละสิเอ้านอกไกลเนาะไอ้ตะมะทาวิปัตตนาสุดเนี่ยเตียเจ่นเซนนี่กูเชรจีเนี่ยตุยะตะเวนี่อ่ะเตปิมาตีเล่นกะนายงามมาไอ้ตะมะทาวิปัตตนาเจ่นเซนนี่ยานปิมาเปะเนี่ยแล้วกูนาอุยานะ จำได้สุดละพอตัวเองได้ตัวเองเนี่ยตีเล่นออกมาสิแต่คำท้ายต่อเรื่องมาส่วนชีโซยีตาลูกยอมีอะไรเนี่ยจุดนั้นสำนักธรรมฐานเป็นสถานประเทศไทยลังกาเป็นนี่คือมันเตอร์เยียเมียนบริโภคงานเดชเป็นร่างก็ลูกครูจันทร์สำนักธรรมเอาไปอ่ะ ในนอกประเทศภูมิเนี่ยก็การมีมันเตอร์ตั้งแต่ในกราบตั้งหายเพื่อก็ภูมิเนี่ยในสมณะธรรมฐานก็ประโยคีประจอเนี่ยมีโกสามเดียวบาสาวาสกายเราในประเทศลังกาเนี่ยก็การตั้งวางใจไอ้เราเป็นนี้ในนอกประเทศลังกาเนี่ยก็มีสนามเอาไปอ่ะแต่เสียดอกกันจะไปในนอกประเทศลังกา Và trong quá khứ cũng như hiện tại, tất cả những chi nhánh của trường thiền Bá Úc, chi nhánh cũng như là trường thiền chính, thì Ngài Bá Úc Sarochi, Ngài đang giảng dạy cái phương pháp hành thiền, thiền định, thiền tuệ, cũng giống như là thời của Đức Phật còn tại thế. Và sau khi mà nghe được cái tin là vẫn còn cái phương pháp thực hành thiền định, thiền tuệ như vậy, thì các chư tăng từ Sri Lanka biết được. Và ở tại đất nước Sri Lanka ở thời điểm đó thì cái phương pháp thực hành thiền định thiền tuệ gần như là biến mất và có thể nói là không thể nào mà lấy lại được, như là không có còn đầy đủ nữa. Và đích thân ngài đại trưởng lão của đất nước Sri Lanka dẫn theo các học trò của mình đã thực hành ở đó 3 năm liên tiếp, và hiện tại ngay đến thời điểm này thì các học trò của ngài cũng đang thực hành ở các tu viện đó.
Từ đó, từ khi mà học được cái phương pháp thực hành thiền định tịnh tuệ này thì Ngài trưởng lão của đất nước Sri Lanka cũng như Chư Tăng bây giờ đang hướng dẫn cho tất cả Chư Tăng cùng với vị Phật tử thực hành cái phương pháp này. Và cái ngôi chùa Na Uyana, cái ngôi chùa ở đất nước Sri Lanka trở thành một cái tu viện lớn nhất về hành thiền. Thôi đủ rồi. Hãy
cảm ơn hai năm mình tụi bay chân nắp của miền đại. Để tôi nên sẽ mà luôn hỏi ai ta mà có thật chân trị mà ai ta mà có thật phá đi bạc cảm ơn hai năm đất lòng và thật có những các bạn cũng hạn đó. Chắc hẳn là quý vị Phật tử ở đây quý vị cũng biết cái ngày trưởng lão bên cái ngôi chùa Vipassana Duga này có pháp danh là Kama Sera thỉnh thoảng ngài có tới đây để mở các cái khóa thiền thì ngài trưởng lão này cùng với học trò của mình cũng đã năm ba năm đi tiếp để thực hành phương pháp hành thiền ở cái chi nhánh của Khoa Ốc và sau đó thì ngài quay lại đất nước Campuchia và với cái và ngài có cái khả năng để mà hướng dẫn mọi người thực hành một cách đầy đủ, một cách theo đúng hệ thống. Và thỉnh thoảng thì ngài cũng đã đến đây để mà mở các khóa thiền cho quý vị. Và điều này có nghĩa là tại đất nước Campuchia thì chúng ta cũng đã có cơ hội để mà thực hành pháp giáo pháp của đất nước Campuchia cũng đang hơn thịnh. Để cho nên là u cho nên này là điều đó từ Việt Nam, Indonesia, Singapore, Malaysia, China, Taiwan, Korea, USA, America. Sau đây này là điều mà lên đây giờ rồi. Từ lúc là anh thấu trả đấy. Khi ở nhà rồi, tâm thái của bạn là đi ăn gì ta để chơi từ lúc sau đó thì mà lưu ra trả đấy. Lưu ra trả đấy là cái anh mà lên đây ta gọi là nhà đi chơi đi vào đi. Thế rồi anh này là mà xin nhà trả đấy. Cô đã bảo là được rồi mà lên đây. Thì tiêu ái rưu ổ ổng yên yên át thô nàng nghề chá bảo đi. Ê, thô đủ về, thú tìm mà tu bò xà rô à lê về tìm mà tu bù ràng lê về là át thô tế nào lê về là át thô lạc rùm nè át thô lê rùm nè của nó. Ê, bí yên nào bài tìm mà tu bù ràng á bởi yên tì ở lô khổ lô mì là thiết đọc bởi yên tì ý chênh là xì bí lạ bởi tìm bà tì bù lê về át thô nì là chết đẹp về nó bài mà tu bù ràng lê về thì áp dạ này nghe chỉ nì yông là bà lì thì áp dạ này sẽ rồi phía con phía là bà lì nó ra mình lúc nhiên bà đề Lào bà đề Singapore bà đề Malaysia bà đề Chân bà đề Đài Loan bà đề Đàm Rê Trị Lâm cứ đang để cân sang nơi sân nạc cứ hạ lời hạ đặc có đến cứ nơi để sân nạc vào thời gian này. Tôi đang được sang A Kỳ á, xin là Bà Đức Bạc Trang Mạc Hà á, nghiêm chưa làm một đếp. Thì đây là Bà Đức Việt Nam đang được sang nơi A Kỳ Trang Mạc Hà một thời. Cứ nhiên nhôm hai ngò có thật Trang Mạc Hà nơi Bà Đức Bạc Mỹ có bàn của tôi. Ở các quốc gia như là ở Việt Nam, Indo, Singapore, ở Đài Loan, Malaysia, ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc và ở nước Mỹ thì quý vị Phật tử cũng đã đến để các cái chi nhánh của đường thiền Khoa Ốc để mà hành thiền và sau đó thì quý vị cũng đã chính quý vị cũng đã mở ra những cái chi nhánh ở ngay trên đất nước của quý vị và cũng dường để như tăng và có rất nhiều những quý vị Phật tử đã thực hành thành công các cái phương pháp thực hành thiền định thiền tuệ và sư cả ở chùa Tô Bóc cũng đã đến với cái trường thiền Khoa Ốc để mà thực hành và trong tương lai thì chắc chắn thì ngài cũng đến trường thiền Khoa Ốc để thực hành tiếp và bởi vì ngài đã có một cái sự ngài đã có cái pháp học nó đầy đủ cho nên là và ngài cũng đang thực hành các cái phương pháp hành thiền nên là trong tương lai thì chắc chắn ngài sư cả cũng trở thành một vị thầy mà đáng để chúng ta học hỏi, đáng để dạy dỗ chúng ta. Thì mà là priyati sanenda thiên nhiên đó, priyati sanenda thì sẽ là cụ đại priyati sanenda thiên nhiên đó, nên sẽ nè, và ta ai đây thì mà cháu sẽ nè ngào vào gì, rồi priyati thì trên này tôi mà chỉ biết là chết
ပရိယတိဒီအချင်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။သို့တော့သူတို့လည်းပရိယတိကိုပဲပြန်ပြီးမှပฏิပတ်တိကိုအမတော်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုပဲခေါ်နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ပေါ့။တရင်ကပါဟန်နဲ့တော့ပဲခေါ်နိုင်တဲ့သဘောရှိမယ်။သို့တော့တမာတိတွေတမာတိကိုအမတော်လို့တမာတိတွေမရှိဘူး။ဥပဒနာတွေကိုအမတော်လို့ဥပဒနာဉာဏ်ပညာမေညာပညာတွေမရှိသေးဘူးဆိုတာဖြစ်မလဲ။ ဒါသူတို့လည်းပဲအဲကိလေသာနှိမ့်စေတတ်တာခံရနိုင်တော့ခံရနိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒါလေးကြရင်ငယ်တဲ့တာမဏေလေးတွေရန်တော်လေးတွေလူထွက်သွားတတ်တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုထွက်သွားရင်အဲဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗါတယ်မထွက်စေချင်တော့လည်းထွက်သွားရင်သူတို့အမျိုးရယ်ဟုတ်လားမထွက်စေချင်ဘူးသို့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အထူးသဖြင့်ကိလေသာကြောင့်ထွက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့နှမျိုးရယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့
lưu mật thơ bên này nên nên vào này họ thảo lưu gặp mà này họ priya di lưu gặp mê priya di em cả bên này pati pati và xe lưu mà á thô phụ lưu á đế lưu tu bó xe lưu tổ bó bó ta đã nên nơi ca sạch sạch ra và dạng hỡi có và đi mặt có ai nên có bất đề bà đề bà xin chìa con đề bà ศาสนาในประเทศปัจจุบันปฏิบัติได้การได้ตัวประโยชน์ในโครงการศึกษานั้นก็อาจจะมีบ้างได้คือศึกษาบ้างอันนั้นจึงคือลงวัดกองนี้เรียนประสบการณ์ประสบไปอ่อนได้อ่านหนังสือศึกษาก็คงได้ศึกษาในประเทศปัจจุบันให้การได้ศึกษาในประเทศไทยก็นั่นปฏิบัติ ได้ได้เกียรติการประพงษ์นั้นโดยกระเพาะอันนั้นให้การได้เกิดเป็นเจียสมาธิมันจะได้แต่ปัญญาการวางลงมาได้อันนั้นฉันคือเธอได้จะได้สมาธิเกิดปัญญาการวางบ่าก็ตายก็อยู่ทั้งพวกไหนที่เขาฝันถึงที่ตั้งของเขาสองมิลลิปีทางไหนที่ตั้งออกก็ออกนี่มา có một cái sự nguy hiểm là khi mà chúng ta đã đầy đủ pháp học, chúng ta đang có đủ những cái phẩm chất về pháp học, nhưng mà chúng ta không hành thiền thì chắc chắn là sẽ có những cái phiền não nó bức bách, nó làm cho chúng ta không hoan hỷ. Và có chăng thì cái pháp học nó chỉ đè nén được những cái phiền não trong phút chốc thôi, chỉ khi nào mà với định với tuệ thì mới có thể chúng ta mới có thể hiểu được, dụ sạch được phiền não. Và nếu như mà không có thực hành thiền thì chư tăng sẽ không hoan hỷ và sẽ dễ dàng xảy ra cái tình trạng là sa y. Nên là nhưng mà khi mà người thầy đứng trong cương vị của một người thầy thấy cái người học trò mình sa y như vậy thì mặc dù không muốn nhưng mà phải đành phải chấp nhận và rất là tiếc nuối cho cái sự việc này nó xảy ra. Bởi vậy nên là với mong muốn chư tăng luôn luôn hạnh phúc trong cái mẫu y, nên là sư cả đã hiểu được là ngoài cái chuyện là chư tăng học pháp học ra thì chư tăng còn phải thực hành pháp hành nữa. Khi đi tâm tha vipassana rồi, chân sự địa rồi của ông như vậy, anh tôi nam bị suy yên, cái lý ta rồi của cha sĩ bè qua bè tha này này, còn nếu mà nhớ mau cứu đi thì anh tôi này này suy nó cái lý ta rồi của nó bè tha này này. Ai đó mu đi trên đường đi u ăn thua mà cả liền kinh lý tài đi u bê tân này nè kinh lý tài đi u bê tân này mà tài liền trước khi các tiền kinh nghiệm liền về có là u trên na trên tiền trên mà tuy đến đi vào u giao liền về ai đó mu bất đi bất đi trên đường u lê về đi nhà mà sa đi mà ăn thua tiền để số lẻ như vậy trên này tu bao xe đồ cả bên này cả nhà mà này nhà cả phao cả thu tiền phao cả còn đang xe gì đời đồng nhân thì mà bà này có bây giờ ô bây giờ đi sát tiền đại chi đi nhưng mà này ngon mà chỉ được bây giờ đi sát tiền đại chi đi cả sát tiền đại chi đi xe rồi đi lấy về thì mà bà này bây giờ thay này ngang ngang xe rồi đi xuống lấy về cũng là ví dụ anh tham tham gì thả xe rồi đi cha này uni đồ xe rồi đi có nó uni anh ra xe rồi đi nhà gì bây giờ nhưng mà này ngang ngang xuống
tại sao thế này chỉ yêu dây đai nó tìm được cái xe rồi nó không phải đấy nó ví dụ ở Campuchia xưa này về Campuchia mà bị hạn chế dân rồi mà ăn phải xe nó bên này đã tiêu bên này đã bây giờ đi nghe bây giờ bây đi xe rồi bên này có cái tiền đi nhà mà bây giờ đi nghe bây giờ bây đi bây giờ nghe được phổ biến à còn nghe này phía xe mới xuống đây như thế tôi chỉ mà xí ဒါကလည်းပါပြောလဲဆိုရင်ဒုက္ခကတဲ့ခင်းရဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပဲ။ဒါလည်းဘယ်လိုကြီးဉာဏ်တရားကျမ်းလာနဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာကရမိန်လက်ပေါင်းနဲ့ကိလေသာတရားတွေပုံပါတော့ကတ်တိုင်းနဲ့ကိလေသာတရားတွေပုံပါအဲဒါလည်းဘောတရားလို့con trần con trần ca để tuần lễ nơi sa mạc thả sa mạc thả tương lai đạo đạo kỳ nữa và đồng bay nơi cắt lại nơi kể lại tương lai đồng bộ nữa này ca và cắt lại nơi kể lại tương lai đồng bộ và nơi lúc ca từ ca cha ca sư ca sa lập nữa có đồng bay chỉ có đoàn có đồng bay đoàn đoàn nơi trần kỳ hay ở diện nơi thông của thế thái nơi sâm nạp của ông thầy an thong nó cứ miền ta chúng ta nơi cầm bát thàn nên chỉ làm nó hay có miền lâu nhà đất rộng ra vì này chỉ ra phòng này có vấn đề nơi thân ông có thể cùng nhiều bệnh vấn trong tại đất rộng đất ra vì này chỉ làm nó thế thêm cho miền nơi lộ ra thế ra để siêu chuyên nên ông đã thay vì đó từ miền nhà đất rộng thay vì đó nên phòng này nếu như mà hành giả thực hành thành công cái phương pháp thực hành thiền định định tuệ thì hành giả có thể loại bỏ được những cái phiền não trong những cái thời gian lâu hơn và đặc biệt là nếu như hành giả thực hành thì một cách tinh tấn thì hành giả có thể loại bỏ hoàn toàn phiền não và có thể chứng ngộ được niết bàn. Bởi vậy nên là chúng ta phải thực hành thiền, chúng ta nên thực hành thiền và cái việc thực hành thiền này nó sẽ chấm dứt tất cả những cái khổ đau vì sanh già bệnh tử và chúng ta sẽ thấy được niết bàn an vui hạnh phúc. Ngày hôm nay thì sư cả đã mời đến đây rất nhiều chư tăng ở Ba Ốc thì có các cái thiền sư và những cái vị hiệu trưởng của các cái trường pháp học nổi tiếng, trường pháp học lớn nhất ở bên Miến như là sau đó đã mời sư cả đã mời đến đây chư tăng từ Thái Lan, những cái vị thông thạo về luật và ngay cả có một ngài trưởng lão là một vị tam tạng đến đây cũng như là chư tăng ở Campuchia, những vị giỏi về pháp học để đến đây và chúng ta thấy được là khi mà sư cả mời đến đây các cái vị thầy giỏi về pháp học và pháp hành thì sư cả với cái mong muốn là làm sao cho cái pháp học pháp hành nó được hương thịnh, nó được phát triển ở ngôi chùa này và mục đích cuối cùng chắc chắn là hướng đến niết bàn giải thoát. Thế rồi, cái lưu nên anh bóng dùng là bây giờ thì bây giờ thì xe rồi thì thì nhà vô cho lại ở đây, thì nên anh vô cho lại ở đây nhắn đồ đi ở bác sĩ cả, bác sĩ cả đi ở còn lỗ phú miền nhà phú miền đó bác kia đồ xâm na niên xa đất xa na y ta mẹ là mô tơ mà xù rẻ đàn tâm nạp ý ra để giãn bỏ rượu của phú miền ra để đuổi từ lúc của tù rượu ra bất giả bí. Thế rồi, tất cả là tất cả là phú miền lại ra bí mẹ. Thế rồi, bố mẹ ra ai lưu yếu bí mạ quán nhau quán tạp trên đêm mẹ xùy yên khó. Nói xong, thả cho bà xú, mình đi ra lưu tế ra để khả mạ. Thì giãn bỏ rượu, giãn bỏ rượu ai lưu bí mẹ xây khen mà xuê bí, nâng lông tư em bí mạ nha. Bà chứ mở rộng. ဘဝကိုဆုံးသက်သွားမယ်ဆိုရင်တည်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့အာကောင်းရာသူတတိကိုရောက်ကြမယ်မလူပြန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နတ်ပြည်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဘယ်ဘုရောမကြတော့ဘူးအဲ့လိုကုသိုလ်လူကြီးရသွားပြီကဲဘာန်ကိုနေတာဆောင်းလဲဒီမတ်မောက်ကပေးနေဦးတကာကိုအာတော့တော့ပြေးဟာနာသနာတို့တရားနဲ့အဲ့ဒါ
ban được ăn lâu số vấn đề xưa đều lâu và dân đi dương ban à cho tệ từ con thả sản phẩm lên nông đầy đầy dương cũng không đầy miền sử thi đòi ban cười người và xong để đào nữa à thầy cái nào ấy có sản phẩm lên nông đầy đầy cũng không cười nữa hay cũng không đầy đất là nữa à có rồi vậy mà được ăn là số vấn đề xưa đều lâu khi mà có rất nhiều dư tăng từ rất nhiều đất nước Phật giáo Nguyên Thủy đến đây và dư tăng ở đây cũng như là quý vị thiện nam tín nữ, quý vị nhìn thấy được hình ảnh của dư tăng, có cơ hội tiếp kiến được nhìn thấy rất là nhiều dư tăng. Và trong bài kinh Phước Lành thì Đức Phật có thuyết là Samana Nancha Dasanam Em Samangala Muttamam, tức là tiếp kiến các cái sa môn là một cái điều phước lành. Cho nên là tất cả quý vị Phật tử chúng ở đây chúng ta đã có cho mình những cái phước báu. Và giả sử như quý vị có cơ hội một ngày được nhìn thấy Chư Tăng, nhưng mà sau đó quý vị cứ luôn luôn quý vị cứ nghĩ tưởng về cái hình ảnh này. Và giả sử như nếu chúng ta có chết đi nhưng mà chúng ta lại nhớ đến những cái hình ảnh Chư Tăng này thì chắc chắn là chúng ta sẽ được tái sanh vào thiền tú, một là cõi người, hai là cõi trời, và không có cái cơ hội để mà chúng ta tái sanh vào bốn cảnh khổ. Hello, chị đang đi cho ai thầy mà nia thầy nghe nghĩ cháu nghĩ là về chú đại gia đấy, để sau nghĩ là về chú đại gia đấy, tiếng anh sao đấy, lúc đó có được gọi là chú đại gia đấy, sau đó ubasaka ubasika mà là về thanh hạ cụ tu là về gia thôi, hả? Thế là bộ nia ra cái khao lao chú đại gia đấy mẹ, nia ra chân chân đi mà nên lông tơ niệm mẹ, mai gia niệm mẹ xuyên ta, nia ra cụ tu thì phiền nhiều đấy, hả? Ấy là cụ tu sinh nè. Nhà có hoa của sông tật vào mẹ, tế có mẹ sẽ đi bộ của hạ bèo chào, có nhà tự tiểu về, giam mẹ mẹ. Cả đại bàn thời nơi cả xong chỉ chờ những văn vọng năm kỳ này hay thêm đàn đoàn, thưa nơi tiền, nghiền, chư bà đạt tiền, bên đại bàn tiền, chế đàn lẫn, có chứng hoa tham văn năm kỳ nơi cả xong, đại bàn cả lời nơi hay rất đầy nhang nơi chất ở chất là làm kiếp chất để chất là làm nước mà có sao là đầy thế các bạn cần chất làm của khi mà thấy được chư tăng đến đây thì quý vị Phật tử đã cúng dường chỗ ở cốc liêu, cúng dường vật thực, cúng dường y phục và rất nhiều vật phẩm khác đến chư tăng, thì quý vị có cho mình cái phước báo cúng dường. Và chỉ với một lần cúng dường, nhưng nếu chúng ta cứ liên tục chúng ta suy ngẫm, chúng ta nhớ tưởng về cái hành động cúng dường của chúng ta thì chúng ta cứ liên tục có những cái phước thiện cho mình. Và với những cái phước thiện này thì nếu mà chúng ta nhớ được vào cái phút cận tử thì chắc chắn là chúng ta không có lâm vào bốn cái cõi khổ và sẽ có được cõi tái sanh tốt đẹp, thiện thú, cõi người, cõi trời. Hello, tôi là Bú Tù Rì, Bú Bà Sà Kà, Bú Bà Sì Kà Rì, tôi là Bú Tù Rì, Yá Ảo. ကျေလုပ်ကုသိုလ်ပြုနိုင်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျေလုပ်ကုသိုလ်ဘာလို့ပြုနိုင်လဲဆိုရင်ပေါ့ဒါဖះရှင်လောကမှာပွင့်ထုံးပေါ်လာလို့ဖះရှင်ကကျေလုပ်ဌာနကုသိုလ်ကိုပြုလို့ရမယ်စသည်ဖြင့်တိလကုသိုလ်ကိုပြုလို့ရမယ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒါကုသိုလ်ပဲလို့ကျေလုပ်ဟောကြားပြတာခဲ့တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ် ที่ลงเต็มเนี่ยหรือที่เหตุด้วยรูปัสสกะอุปัสสิกายะกุตุริโกปิโลจาราดาเดวานก็เป็นเตียนเงินเจรัตเตียนหรือก็เสนาสนะเตียนเจดาบุชนะพระมีนเพียกองใต้แต่ศาสนาเตียนได้อุบาสกอุบาสิกาบ้านบนเป็นเฮย ในการบ้านเป็นเลยประสบนักเรียนเรียนประมาณนั้นคือที่การอ่านยังเลยสุขเดียร์การลำบากและชุดตาและแค่ที่ฟื้นก็คือว่าชุดตาย้อนถึงลายนิมิตที่ฟื้นมาเป็นด้านหลังที่แค่ที่việc làm này ก็ไม่phải là lúc nào cũng có
chỉ khi nào mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian và Đức Phật hướng dẫn chúng ta là chúng ta phải thực hành cái việc bố thí, chúng ta phải thực hành cái việc giữ giới, thì đây là những cái việc thiện lành chúng ta nên làm. Thì cái những cái việc phước thiện này nó sẽ đem lại những cái kết quả tốt đẹp, và ai ai cũng nên thực hành những cái điều này. Vậy nên là quý vị Phật tử hôm nay chúng ta đã làm những cái việc phước thiện. ธรรมะกุตุเกมกะเวเนี่ยติละกุตุธรรมะติละสังเทนาโลโยคีปุคคุลิสังเทนญาณที่กุตุริยะพี่เนี่ยภาวนาอัตถุตะเนาะฐานะติละภาวนาติละกุตุริโหติโลตะเอลุกุตุริโหติโลตะฮะทุกขะกะเตนเกญญีโหด้วยทุกขะกะเตนเกญญีเนี่ยจะเตนนิพพานโหยาโหด้วยตะนี้อาภิญ ตถาบันสารอริยปุคคลิဖြစ်ผู้ด้วยเนาะตถาบันสารอริยปุคคลิเนี่ยทุกขะกะเตนเกญญีเนี่ยจะเตนนิพพานโหยาปิจาปิแต่เราพูดตรุหาญาณะဖြစ်ไปเนี่ยพอดิปรินิพพานสั่นด้วยเนาะทุกขะกะเตนก็ลงแก้ไปแต่ตถาบันสารอริยဖြစ်ไปส่วนเนาะตรุหาทุกขะกินเนี่ยแน่ญีได้ผู้ยอดไปอยู่ดูดูเจอกาลวันคอมเพลนเอ นะบานยสานะสะนะบานตระระเทวดีนะคือตาเรียนบานเป็นบานนะครบเต็มออกนี่ก็คือเตรียมตระเทวดีนะก็ดําเนินยังเสด็จกรมนั้นออกจากบานมีการบานในประสบบานเจริญนั้นให้การบานก็ได้ประสบบานก็ดําเนินบานเคยจะบานได้เป็นเพียงนะการบานเคยจะบานได้เป็นเพียงให้ không dừng lại ở việc bố thí cúng dường, chúng ta tiếp tục thực hành về giới, thực hành về thiền, và với mục đích là làm sao chúng ta chứng ngộ được niết bàn, hạnh phúc tối thắng, nơi mà không có bất kỳ một cái khổ đau. Nói một cách khác là chúng ta mong cầu chúng ta chứng được các cái quả vị đầu tiên là quả vị dự lưu và các cái quả vị cao hơn. Và khi mà chúng ta chứng ngộ được cái quả vị A-la-hán thì coi như là tất cả những cái khổ đau nó đều chấm dứt, chúng ta hoàn toàn an vui hạnh phúc. Và nếu như mà chúng ta đạt được cái quả vị dự lưu thì coi như là chúng ta đã bước chân vào cái vùng đất an lạc, chúng ta đã có thể chạm tay vào nó và chúng ta hướng đến một cái nơi an vui, một cái nơi tốt đẹp. Hello, nếu bạn muốn như màu ပြုပြီးသွားတဲ့တောတာပန်တဂရကအနာဂံယန္တာဆိုတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပေါ့အဲသူတို့ကဒုက္ခကင်းတဲ့နေယူရောက်သွားတယ်အဲတော့သူတို့လိုဒုက္ခကင်းတဲ့နေယူကိုရောက်ဖို့အတွက်တဏှာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့သွားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်ဥပါစကဥပါစိကာတွေလည်းပဲလိုက်ပြီးမှကျင့်သုံးဖို့လိုတယ် การเดินการมาทางเรียนมีภาสนากรรมฐานในเจดามหาอิกรมัยเคยจะบันเดินเรียนเพียงการเดินเคยจะบันเดินเรียนเพียงกรมัยบันเดินจบอันนั้นตรงนั้นคือบานตอนสัปดาห์สัตว์เทียนาเกียอารหันต์วกลเจดานั้นการเดินยังจำเราเลยกลายอันนั้นคือเราเรียนเจดานเลย กรรมฐานกรรมอิได้นั่นคือเราแต่ที่ยังบำเพ็ญในสมถะหรือก็วิปัสสนากรรมฐานจอดอยู่ในก่อนจึงทั้งอยู่รู้ยักษ์ลายพวกลายพระอรหันต์ là những người có thể trực tiếp cảm nhận được cái sự an vui hạnh phúc của niết bàn giải thoát, và họ đã đi đến cái vùng đất của nơi an vui hạnh phúc. Và với mục đích là để đi đến cái vùng đất của nơi an vui hạnh phúc, mục đích là để chứng ngộ được niết bàn, thì chúng ta quý vị Phật tử cũng phải thực hành cái phương pháp, cái cách thức mà chư vị thánh tăng đi trước đã làm, và chúng ta thực hành đi cứ theo đó mà thực hành. Rồi, toàn là lãng xẻ và lệ. Từ lúc nếu bạn có
nhớ mau bưu ra bố gửi phía trên này suy yên này. Em là lê trên này bí dụng ảo. Ubasaka Ubasika ấy phía trên này lũ nhớ sọ bí ạ. Mà hào bác ạ nà yêu xa rẻ tốt đà bạc đi phá lạ tốt. Xa rẻ tốt đà nì mà. Xa rẻ tốt đô tốt đà nì mà. Hô thảo bà rẻ. Quý vị cũng mong muốn chứng ngộ được quả vị địa lưu và các cái quả vị cao hơn
quý vị cũng phải thực hành ý cứ theo lời dạy của Đức Phật, tức là quý vị phải đảm bảo cho được bốn yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là sapurisa samsewa, tức là phải thân cận với cái bậc thiện trí. Yếu tố thứ hai là sadama savana, tức là nghe được chánh pháp. Yếu tố thứ ba là yoniso manasikara, tức là như lý đắc ý. Và yếu tố thứ tư, yếu tố cuối cùng đó là dhamma nu dhamma patipatti, tức là chúng ta thực hành pháp tùy pháp, hay là chúng ta thực hành theo cái con đường thực hành để mà có thể chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sapurisa sansewa, sapurisa sansewa sura kale tura kongu miwe sikayame. Ero nếu bạn ngồi miếng mò phiêu trên này suy nếu bạn yêu chồng thì ta ngủ ya ta này nghe hoặc là tiền cha phi này nghe từ đầu con thì được xin cái này anh từ đầu con thì được rồi luôn suy nếu bạn yêu chồng nếu bạn suy ra thì cái chán đạo ya học ya này nghe phụ phụ à phải thế ai xa đấy từ đầu con thì về thế anh ấy nhân số thế anh ấy đạo ca thì về တခြားသူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိသာတော်ကားတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတတိသာတော်ကားတွေထဲမှာအထူးသဖြင့်ဒီရဟန်းတော်တွေပါတယ်ပေါ့ရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတတ်ထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဒီညွှန်ကြားပြတတ်နိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့နဲ့သူတို့ကိုချဉ်းကပ်မယ်သူတို့ကိုမိဝဲစိတ်ကပ်မယ်သူတို့နဲ့အတူနေကြမယ်ဆ
Yếu tố thứ nhất là thân cận với bậc thiện trí. Thì những ai muốn chứng ngộ được niết bàn, muốn thấy ra được niết bàn thì phải tiếp cận, phải thân cận với những người có khả năng hướng dẫn cho chúng ta con đường để đi đến niết bàn. Và không ai khác đó chính là Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Và Đức Phật cũng như các đệ tử của Ngài, và đặc biệt là chư vị tỳ kheo, là những người có đủ khả năng để hướng dẫn cho người khác cái con đường thực hành, để mà từ bước sơ khai cho đến bước cuối cùng là đoạn tận mọi khổ đau, đến thấy được niết bàn. Và vì vậy nên là nếu mà ai đó thân cận với chư tăng, thân cận với chư vị tỳ kheo và được những cái bậc thiện trí này hướng dẫn cho con đường đi đến niết bàn, thì những người này sẽ có được nhiều lợi ích. Và bởi vì lý do đó nên là Đức Phật của chúng ta, Đức Phật có dạy là nếu như mà chúng ta muốn chứng ngộ được cái quả vị lưu luân và quá các quả vị cao hơn, thì bước đầu tiên là chúng ta phải thân cận với các quả thiện trí. Năm nay những người ở Bali sẽ sẽ tham gia sâu vào nhà cửa góc kia của cha này làm gì rồi, nếu bây giờ cho chân diện đi của nó bây giờ thì bây giờ thì chân diện đi của thì tựa vào cái đề bố của địa hàng này mà tìm ra mẹ, lì lại ra mẹ, cha nà ra mẹ. Thế tất cả mặt đầu nè. Ông đề bí cư sát tham sá vân nạ, cư ca sát tham lợi bạc thổ. Ca sát tham lợi bạc thổ, ông đề bí cư sát lạ bạc ca sát xa lợi bạc kỳ yát, nâng ca bạc bạc, nâng ca bạc bạc, cư nghiên sá mạc thạc mạc thạc nâng. Vipassana
thứ hai đó chính là nghe được chánh pháp. Chánh pháp là những cái lời dạy mà hướng tới hạnh phúc của Niết Bàn giải thoát. Đó là những cái lời dạy về pháp học, pháp hành. Nếu mà chúng ta được thân cận với những cái bậc thiện trí thì chúng ta có cơ hội, chúng ta được học hỏi, chúng ta được lắng nghe những cái lời dạy quý báu này. Mà Upasaka Upasika thì nhắn lộ nhà của nó từ lúc nhất sau trái dây thì ta đầu ca thì thẳng ngủ chân ca chạy chân ca bì rè khả chạy yên tân nà phong thông ba nè đọc áo la bì la vô lê vết dư chá rè phê lưu tân nà phong bì la rì sau trí chân đô nhà lê sửa là tên chạy tên yu bì rè đàn từ lúc tí nè nè xì la rè khả từ lúc của rãi lê tùy áo la bì la nà chú mô bọng sau trí chạy. Ở đó, ai là hạ bà lệ thì trô gông chế đeo phô bồ yếu vụ xí ca lụ trô gông đi ai yếu chá nà ra lệ tuệ tí nhạc nế xí lụ mì mì rô cù rãi lệ tuệ chèn thông nài nghe bí lọ mì mì rô cù rãi à bí lọ mà yếu lệ vệ tên yếu chá lệ tốt đà nè yếu lệ vệ tên yếu chá lệ ưu đi yếu lệ vệ tên yếu chá lệ ai đi mà à trú cái viên chèn dân đi à bí dòng phá lệ ưu tô đi mẹ lụ phô nó cầm đào vệ tên nà chân thiện địa biết sống vào chúng tôi đi mê lũ chân thiện của lớp ấy tên yếu lý là trả đề thì lúc dù bí án nàn đề tất sản lý văn đề sát đề đề ái công lô khả năng áo vã dù nàn đề tất sản lý văn sát đề lúc đề ái của lý là tên yếu trả đề thả vô tất sản mạng tàu văn á rô vọng đề ái của chá nà lý là tên yếu mạng tà chênh của tôi lúc khôn thì anh ngạc là đề về nên làm như mà biểu lộ ra cố cố đi, có thể bạn ta đã thấy là cố cố chân lộ ra cố cố nhận được lộ ra để càng để bạn sẽ không được sao vào đó, nên càng để bạn sẽ làm được ra thua, từ trời miền ta với nơi dùng dòng là sẽ khá nặng đời của bạn đi tại nhà từ thường thừa tâm làm chất ở đó. Thì ta đề bộ con phát thân à rời đàn thập biến có vầy vật vật nơi thò ni ở bàn rời rời ca đề vật vật thò ni bàn rời rời hỡi ta khơi cho bàn đàn thập biến ở mến ai nâng thua công lo bỏ hiểu nâng bàn sẵn lại bàn rưu vật thà ai thua sẵn lại công lại bàn lúc nãy cứ bộ con đề phát thân à rời đàn thập biến có vầy thua rời rời Chư Tăng cũng như là chư Thiện Nam Tín Nữ sau khi mà tiếp cận được các cái bậc thiện trí thức thì quý vị có cơ hội được quy y Tam Bảo cũng như là diệu giới và quý vị bắt đầu là quý vị được hướng dẫn là quý vị được học hỏi là giới là như thế nào và các diệu giới làm sao cho trong sạch. Và từ đó thì quý vị mới bắt đầu là thực hành về giới. Quý vị cố gắng giữ cho cái giới của mình nó được tốt đẹp, nó được tròn đầy và trong sạch. Và bởi vì quý vị thân cận các cái bậc thiện trí nên là quý vị nghe được những cái lời tốt đẹp đó, quý vị biết được cái cách thực hành và có những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại ở trong Tạng Kinh này, Tạng Luật, Tạng Quy Diệu Pháp. Quý vị có cơ hội được học tập như là đặc biệt là cái cuốn sách Thanh Tịnh Đạo, một cuốn sách đầy đủ nói về cái phương pháp thực hành để mà thấy được danh, thấy được sắc, thấy được các chân đế, chân lý cũng như thấy được ngũ uẩn. Quý vị học được những cái điều này đó là quý vị có được cái yếu tố thứ hai, đó chính là nghe được chánh pháp. Và nếu như mà ai đó muốn trở thành một vị dự lưu hoặc là cao hơn thì quý vị đây là một cái yếu tố cần thiết, quý vị phải đảm bảo quý vị có được tròn đủ yếu tố này. Rồi thì anh ta nên vô lưu áp bổng nên bắt đầu đi mà lên lô xem tay vô ra lô xem áo cả lô dù rẻ là tạo cả thị tế chi tức là hà tế tế chế nè kà bà tế tế Parmiti, Pima Tiwa, Eka Tawaka, Eka Tawaka, Nene, Brindivan, Sanya.
mẹ bố cụ đi, nếp bản yá mẹ bố cụ đi. Tụi bà rà mì phì bì phía tỏa lê bè, nào sống bố ạ mà. Mà tì yá kết kết, mọc khá trả mạ, lô nhau yì tì yá, á mẹ trả trả mạ, mà tì rè tì yá hù xà dạ rè khá. Tụi khi tâm mê ra lúc rồi, quay lăng tâm mê, tụi chi bí 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 xa tên này lúc ấy mà tạo vệ các thiết trạng mà mọc khá đầm mà lúc khỏe thì chứ mà lúc nhỏ dì tìa hủ tụi xa chạy xa chạy đấy hả mà tên đi nhớ xoá bí áo lấy quen bên sau vô kì để mà bảo vệ này xin át tờ dì gà này về giá được chú vô đấy mà xuống ngạc lên để thì xin xin át tờ dì này ủ bà tê ta lúc khỏe xin tài bố trả lão ngạ xin át tờ dì lúc đuôi lúc khỏe ก็เดี๋ยวนะการเดินบุคคลบางประเภทหนึ่งหรือว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางส่วนใหญ่เขาจะนำบางมีนี่คือก่อนเลยใครจะเจอบุคคลเดินรอบภาษาคือประเดี๋ยวบุคคลเรียนภาษาอังกฤษอะไรก็ประมาณบุคคลเรียนจะนำนั้นคือ บุคคลใดจะนอนนั้นคือสัตว์ตาลาลอยตาตัวเจ้าชะบ้านหรือตาสุรานหรือตาหมาทานอะไรก็เจ้าชะบ้านนั่นเป็นเพียงการเปิดเจ้าชะบ้านนั่นเป็นอะไรก็รู้ไหมรู้ก่อนจะตกได้หาวีมองกระโถนคือก่อนจะตกในตาจะเจริญนั้นตาสลับหรือก็ตาตาชื่อนั้นคือรู้ไหมรู้ก่อนว่าเจ้าธรรมดาคือ เยี่ยมโยมแต่กระพงทันในครั้งนี้ก็แต่มันสลับนั้นคือมันเรียนเถอะคือมันสลับนั้นคือมันเรียนเถอะแต่เรียนในสิ่งใดสลับครบเพียงหรือเปล่าฉันคือเราไปกระหม่อมสลับหรือเราได้รอดพอได้ก็ต้องพิเศษสลับหรือบ้านเราในการเรียนยังไงก่อนนะครับคือทุกท่านที่อยู่โต๊ะวิธีฝังที่นี้วิธีฝังที่ให้ đây là hai cái điều cần vô cùng quan trọng, vô cùng là cần thiết. Và tiếp theo, ngài Xá Lợi Phất cũng như là ngài Mục Kiền Liên đã trải qua cái thời gian rất là lâu, đó chính là một cái tăng kỳ và 100.000 đại kiếp để mà bồi bổ cái ba la mật để trở thành một cái vị các vị thượng thủ thành văn trong thời giáo pháp của Đức Phật. Và sau khi mà các ngài đã bồi bổ được đầy đủ ba la mật và lúc mà đang tìm kiếm giáo pháp thì cũng như chúng ta đây là các ngài đi đến cái lễ hội để mà coi cái lễ hội đó. Nhưng mà sau này khi mà các ngài đi đến lễ hội thì các ngài có cái suy nghĩ rằng là 100 năm nữa thôi thì các những cái người mà đang hát hò đang nhảy múa ở trong lễ hội này cũng không còn nữa, tất cả cũng phải chết đi thôi. Và các ngài từ đó là cảm thấy là không còn hoan hỷ nữa, và các ngài mong cầu tìm được cái gọi là Amata Dhamma, tức là cái pháp bất tử, cũng như là các ngài mong muốn có được cái Mokkha Dhamma, tức là cái sự giải thoát, và các ngài đi tìm kiếm cái chân lý. Và lúc mà các ngài đang đi tìm kiếm chân lý thì lúc đó thì giáo pháp thì Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, và năm người đầu tiên năm vị Kiều Trần Như đã nghe được giáo pháp của Đức Phật. Và trong đó thì có ngài là ngài Asachi, thì ngài lúc này đó ngài đang đi bát ở trong thành Vương Xá. Thì lúc này thì ngài Xá Lợi Phất, tức là vị Bùa Bát Thích Xá, đã gặp được ngài A Sa Chi. Nào, xin thầy bố trả lòng thiết để Bùa Bát Thích Xá là xin ăn gì của tuổi rồi, xin ăn gì thẳng hẳn đi mà. Yê Đà Mà Hê Đô Bà Bà Hoa, Đê Đà Hê Đô Đà Đà Đô A. Xá Lợi Đi Gà Đà Lê Bù Nà Lai Yà Lạ Nghệ. Tốt đó mà phiệt bà đề. Thế rồi, ấy gà thà vô về xem mau gà làng lão phiệt đề, có lý đà gà lại về xem tay bố gà làng lão phiệt đề, ưu bà tê gà thẳng gà,
nay lai ra để đuổi tu lê bên tôi trở làm chết vào đây là biết thế nào cả tất nhiên trên này các bạn đang bàn mi phi tha vi phi để các bạn tạo cái gì đó mà và lẽ tập đi sa sanh si hóa lục khổ để tu vào ngũ vi vệ sĩ cam ngũ mê si vệ này sa đam ma sa văn lục khổ để tu sa di văn này sa để diệu ngũ mana ya vệ này mê nhã phu nhã mê ya này ngũ nê ba mê ya này ngũ tôi đã mà sa để ai ya phu ngũ mà phi này đã do ngũ nê ba ngũ ya ngũ tuệ tôi đã mà sa để ai ya phu ngũ phi ngũ tuệ สัมปริสัสสังสีวะโรหังโหมีเวยามะภิโรสัตตมัสสวนะติสสะลิวะเนสสะชินะเตยะริโหจานาจายามะทุกข์ตาเนี่ยแปรอรหันตลายกัลลาคือเนี่ยแปรความจะว่าที่บุคคลแปรอรหันรังโอรังรุ่งนั้นกัลลาหะมีตราสจีเด บานบรรดาทั้งนั้นที่กล่าวนะเสกกล่าวให้ได้นะในโลกบาลสำหรับในพระโพธิสัตว์พระจักรพรรดิพิโคนั้นในการได้การบานสำหรับในพระโพธิสัตว์พระจักรพรรดิโคนั้นก็จะมาได้การบานในเสกอบในสัพพะระนะ và khi này sẽ lại có gặp được ngài A Sa Chi và nghe được câu kệ là Ye Dhamma He Tu Pappava He Sam He Tum Tathagato Aha thì vừa nghe được như vậy thì ngài đã trở thành một cái vị thánh diệu lưu và cũng nhờ cái câu kệ đó mà ngài một kiền liên nghe sau khi mà nghe được ngài sẽ lại phát thuyết lại câu kệ cũng đã chứng được cái quả vị diệu lưu và hai ngày tuần thủ thanh văn đã trải qua một cái quá trình bồi bổ ba la mật vô cùng sâu dài là một a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng nếu như mà hai ngày không có được cái sự gặp gỡ các cái vật thiện tri thức là yếu tố thứ nhất, cũng như không có nghe được cái chánh pháp là yếu tố thứ hai, thì chắc chắn là các ngài cũng sẽ không có được đạo quả và cũng không có thể thấy được niết bàn. Và bởi vì cái lý do đó nên là nếu chúng ta muốn có được những cái quả vị diệu lưu và các quả vị thật cao hơn, cũng như muốn nhìn thấy được niết bàn, thì chúng ta cũng phải đảm bảo được hai yếu tố này. Đó chính là thứ nhất là chúng ta thân cận các cái vật thiện trí, và yếu tố thứ hai là chúng ta được nghe chánh pháp. Năm bát đô em là yoni so manasikaro sikho ngalong kong siya me ngalong tương hằng kaya me ตัวก้องนี่ก็เลยเป็นวิเวกสิกะเตตัวก้องยาริเลยจานายาเลยตัวโตสิกะก้องนั้นลงก้องไม่ใช่ผู้สวยดีๆเลยเล็ดวิหารทุกข์มาหมดผู้เอาล่ะเล็ดวิหารทุกข์เนี่ยเป็นจิตที่ย่อมีอาภูตุริโลกีมาไปเลยเป็นจารวาลพวกผู้ดูริเลยเป็นชีวิตผู้มาเทวดาดูรู้จันทร์ดูตานาปฏิทีโอ้โน อภิเจตโยระปุคคุริตรุริชีเตยาโหตรุตรุอาโหมีเวสิกะปิเรอะคาตรุกองเนี่ยเตชะจะตะเรตายอาทุเกสุยิมิมิโลเลยเวมัญญะปุญญะนิพพานวิญญาณเนี่ยโตตะวะสะเรียะปุคคุริขึ้นไหนเนี่ยลุตรุสิกองนะลงกองชีอะเรมัมมะกังกังนะลงตะตะเรเล ข้อที่ไปนั่นคือโยนิโสมนสิการะคือการเพื่อตั้งนำเจตระบาลในปัญญาหรือโดยเจตนำเจตระบาลในปัญญาในระหว่างคือการเสกกบเนรตามจัดเสกกบเนรสัพพะระนั่นการสำหรับเนรโทการได้บานสำหรับเนรโทหรือการเสกกบเนรสัพพะระให้ก็ทำให้เป็นรายเนรก็สร้างต่อการลังบาการบานมันยากก็สร้างต่อการลังเดเงินแต่การเจตโตหรือว่า ก็เป็นเลยอำเภออาคสาวเซ็งเซ็งได้ชี้ให้ถึงการตั้งนองอาบายภูมิเนียนเทวตาเจดาวนั้นได้ลำบังเป็นเลยก็สร้างอาคสาวตาจิตาชี้ให้เราลบนั้นวางประสิทธิ์นั้นในอำเภออาคสาวเซ็งเซ็งก็คือคาเดยังวางเสกขบนสัพพะระหายก็สร้างประตัวก็สร้างประตัวหายคือก็ไปเพื่อ
dồn sau nà xin ra cứ cứ là thua tất nông chất đòi bà nhì bà nhá bà nhì người con mình. Yếu tố thứ ba đó chính là như lý tác ý. Thậm chí là nếu mà chúng ta đảm bảo được hai yếu tố đầu tiên, chúng ta tăng cầm được điện và thiện trí, chúng ta nghe được cái chánh pháp. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có được cái tâm thiện lành, chúng ta không biết như lý tác ý và chúng ta bắt đầu đã không có thực hành theo những cái lời dạy của các cái bậc thiện trí đó, và chúng ta bắt đầu là liền đổi bắt lỗi và nói lên những cái lời không tốt đẹp. Ví dụ ở đây đó chính là như là Đề Bà Đằng Ca và những cái người ngoài đạo, thậm chí là họ còn bị rớt xuống dưới địa ngục, chịu vô vàn đau khổ dưới đó vì không có biết như lý tác ý. Bởi vì vậy là chúng ta những người mong muốn được quả vị diệu lưu, mong muốn được thấy được niết bàn, thì quý vị cũng phải y cứ quý vị thực hành theo những cái lời dạy. Chính là nếu mà chúng ta thực hành theo đúng cái lời dạy của các cái bậc thiện trí này thì chắc chắn thì chúng ta cũng sẽ tiếp ngồi quả vị diệu lưu, những quả vị cao hơn, và chúng ta chắc chắn là sẽ thấy được niết bàn. Chúng ta có niềm tin và chúng ta như lý tác ý như vậy. Yếu tố thứ tư, yếu tố cuối cùng đó chính là việc thực hành theo pháp và thiện pháp, tức là chúng ta thực hành theo cái phương pháp, đúng theo cái phương pháp để mà chứng ngộ được đạo quả và niết bàn, đó chính là chính pháp xuất thế. Chúng ta phải thực hành như vậy để mà chứng ngộ được chính cái pháp này. Niết bàn của giáo sư này nên chuyên dạy là bà lê suy thì là đó là lưu đề tuyệt sẽ nè dù ngào vào tỷ lạ hoặc nhãn đồ đề tuyệt sẽ nhãn đồ đề nè tất hại nè tỷ lạ thả ra bà thả mạng chân sẽ tại lúc chú sẽ nè tỷ lạ bỏ mạng giá tỷ mà thả mạng đi hoặc là nì vần nạ nhé chế để kênh thua ảo ư bà sả ra thả mạng đi ạp nà thả mạng đi sổ đề thả mạng đi cố giá dễ nài nè thả mạng thả chân sẽ nếu ảo ảo miền miền chế đoàn chân tôi ảnh thả ra thả mạng thả biến đi tâm ma đi để giả sử như thế đi tâm ma đi điều chế thành bi ma biến nhà sẽ khả nó ubat na yếu điện này người của phương pháp bi ma chủ quan tâm tới để ubat na của lẽ về để biến chuyển đổi nhà các lộ chuyển đổi như thế nào so với tiền lẻ ubat na nhà này để xem được xem hiện ta bi ma nó so với nhà của nhà này là của nhà này cái là để biến chuyển đổi nhà này lên đi trên cái tỷ lệ mà mà đi về nhà rồi tất cả chúng ta cũng tiến đi tiến ao miền phía bắc lên đi trên tàu miền suy ấy cái nơi bạn ngủ nhà mạo hiểm này cả là lần ngang trên kia là cả ngàn vạn nó cứ đổ bộ nó cứ sạt cả là dân miền sạt còn sạt hơi có chặt đan chặt đan là samadhi cả là samadhi cả là chúng ta tham ái hay ôm cha ra tham ái thì làm rồi có cả là ban lời chiên thì làm nữa cứ ai cướp sang cọt lời kêu vận nhà thôi thằng lại và cả là cướp sang cọt lời riêng kêu vận nhà thôi thằng lại ban ấy có chúng ta lời bị phát sinh làm mình có cả là chúng ta lời bị phát sinh làm mình có chỉ hết làm ở nhà lời bệnh viện ở cả là ban có. Và cái phương pháp thực hành ở đây chính là gì? Thì phương pháp thực hành ở đây không gì khác, đó chính là đầu tiên, đó là chúng ta thực hành về giới. Thì đối với quý vị Phật tử, quý vị cư sĩ thì chúng ta có năm giới, còn Kim Tăng thì có nhiều giới hơn. Và sau khi mà chúng ta đã đứng vững trên cái giới rồi á, thì chúng ta bước qua cái bước thứ hai, đó chính là chúng ta phát triển định. Thì ở đây có hai loại định, thì là Upacchara Samadhi tức là cảnh định, và Appanasamadhi tức là an trì định.
nếu chúng ta có được những cái loại định này thì chúng ta sẽ loại bỏ được các cái triền cái, các cái niwarana. Và sau khi mà có được định thì tiếp theo chúng ta phát triển trí tuệ để nhìn thấy được danh sắc và có được các cái trí tuệ minh sát. Và sau khi mà trí tuệ minh sát của chúng ta nó được trưởng thành, nó được vững chắc mạnh mẽ thì chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa để mà nhìn thấy được niết bàn. Vì vậy nên là quý vị chúng ta phải thực hiện được các cái bước thực hành thiền, bước thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, cũng như là các cái tầng trí tuệ từng bước trí tuệ minh sát. Và chúng ta nếu mà chúng ta hoàn thành được những cái bước này thì chắc chắn là chúng ta sẽ chứng ngộ được niết bàn. Sila Sekha, Samadhi Sekha, Pinna Sekha, Sekha Soma Gu Aung Yung Yung Thiram Chien Tunga. Sekha Soma Gu Chien Tungne Sura Ne, Usoji Khunapa Gu Chien Tungne Sura, Megan Shepa Gu Chien Tungne Sura, Tati Phan Liwa Gu Chuta Lute Sura, Duruwe. Ayamu, Sekha Tunga Chien Sendiya, Usoji Khunapa Chien Sendiya, Megan Shepa Chien Sendiya, Sati Phan Liwa Chien Sendiya, Lugu Aung Yung Yung. Chen chen chu ko kwa nga ato me su yin ta dhamma nu dhamma pati pati ko ko re. Ayamu, ay enga li che ka ba le, samurisa san sewa sadam duravam diya go mi wo, duravam ni wo mi wo ya me, sadam ha savana duravam diya go jana ya me, lila ya me, deem ya me. Yoni som na sikara, sikam na longa shi ya me, na longa manka ya me, dhamma nu dhamma pati pati. Mẹ phụ nữ bằng của giá sĩ này nè, tốt đẹp và sai là ảy phụ của giá sĩ này nè. Sĩ là sa mạ thị bê nhá, sở lệ tế khả nữ tông bà chen dạy đá vô ảo mì nhé, tất xin bí tất xin. Khi ảo chen tố yá mê, đá sở yé, nê bằng của mẹ mọc của mẹ, tốt đẹp và sai là ảy phụ của giá sĩ này nè. Khi mẹ, ảy 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 phụ của lúc đi lê bê, tốt đẹp và sai là ảy phụ của giá tỏa gây lãng sĩ ảnh trai. Lai nà chín chén chú kô kô nha atrum nè chay yu mè nhá kô nha nê bàn chán tà tiá rô nha kô. Chán tà tò kô chén tiá rô kú dô tì nhá nô kén nê nhá 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 yá chá yá yá chá vá sê gom tò yé lô sú tó phật ná tù lá chá kô yá tà tí sá tù sá tù sá tù sá tù sá tù. Nà kà nà sê khá bà yí nán kù sê khá sê khá sá mát tì sê khá nán bà nhá sê khá. Đại bộ cổ bàn chúng ta đặt hỏi bàn vừa chết cho bàn hỏi thầy có đồng lên nhàn nơi bàn thật kia là cát lăng và ra đời bàn nhàn nơi bàn thật kia là bàn cát lăng và những cư tâm là bàn nơi vừa chết cho bàn nơi ông tầng bài vốn cư ca xếp cốc nơi sàm bà rốc là sàm bồ lý sàm sàm xê hoa sàm bồ lý sàm sàm xê hoa สัทธัมมะสะสาวนะคือองค์ที่ 2 ก็สนับสนุนพระโทนะที่ 3 คือโยนิโสมนสิการะการเพื่อตบนำเจตบาลีปัญญาทางนี้ธรรมะปริปัตติการะเพื่อท้อตามสมควรตามท้อถ้าได้บุคคลบานเพื่อเจตบาลในองค์ต่างๆนี้เฮ้ยนะการเรียนก็ระเวนเคยจะบานก็จำคือระเวนเราบานเคยจะบานในการเรียนคือเราจะ ว่าสาวาสิกาทั้งหลายนั้นก็ไปบุกไปบานบริโภคในองค์ทั้งหลายจำบวนนี้ให้ส่งไปยินยอมทั้งหลายนั้นความสำเร็จในบ่มนองในส่วนมรณะเรียนรู้ตัวอันโมทนีสาธุสาธุสาธุที่ไปปฏิบัติทั้งตาเนี่ยจะการตั้งหอกและทิฏฐาเย้ยหอกเด่นหอกประตูหอกที่มาทิฏฐาจะขันตั้งหอกในรอยที่ทิฏฐาจะ đồng nghĩa với việc chúng ta thực hành thất thanh tịnh, tức là bảy cái tầng quy xuất bảy cái tầng thanh tịnh, cũng như là đồng nghĩa với việc chúng ta thực hành các chánh đạo và chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Và bởi vì cái sự thực hành theo phương pháp và tuyệt pháp này nên là chúng ta sẽ kiến ngộ được niết bàn. Và tóm tắt lại bài pháp hôm nay thì Sara đã dạy cho chúng ta bốn cái nhân, bốn cái yếu tố để mà kiến ngộ được quả vị diệu lưu và những cái quả vị cao hơn. Chính là yếu tố thứ nhất
đó, thân tập các cái bậc thiện trí. Yếu tố thứ hai là được nghe chánh pháp. Yếu tố thứ ba là có được sự như lý tác ý. Yếu tố thứ tư là thực hành theo đúng pháp thiện pháp. Tôi mong rằng quý vị phật tử thiện nam tín nữ hôm nay chúng ta nghe được bài pháp này, sau đó chúng ta thực hành đúng theo những cái lời dạy này thì chúng ta sẽ thật là nhanh chóng và chúng ta có được cái sự thực hành dễ dàng để mà sớm chứng ngộ được niết bàn giải thoát, đoạn tận được mọi phiền não khổ đau. Đó là phép chỉ sau ta bằng. Chẳng biết chứ
bộ quân đã tập thân được phần đầu tiên được bay rui phát trả tốt tập thân được bay rui phát trả kiểu lát đánh khát trơn từ biển hai từ buồn bao khoát chắc bị ông tìm muối rưu ông ngang muối hết mình ai bàn đó được khiếp chế bà rời bộ quân thế được chết bộ quân là sạch dưới để bàn sát đắc nơi bật thú rồi bọc bà cha bật niềm của mà ra thì bàn sát đại chế bật đất miền cao ca sống đáy giang là ô ở nơi bật tên phù mía còn là đưa chung mốc áp hi vãng xạ chẳng kìa trong bạch đang ấy dưới đích đơn phải chia nẹ prai chia bẩn đất chia bởi cua mùi để miền bà nhà khăn hình dạng tiết chia ở cha cảm ảnh thân đó bởi xa thiệt chẳng hết vì chẳng hết cua đỡ ca bỏ được bạc dục chất tam kìa xong đầy rồi bỏ lốt hay cửa rốt tới khăn ông côn được thua rồi bỏ lốt chia bị sát cứ bởi thua tê xin là được nóng ngày nít đời đốt lương mò nó cứ vì dùng mình đây sự đây mùi mùi cứ tha bị rút thì xa cua đỡ ca sẽ đặt dục chất tập nặng đừng chân thật lòng tin đi là bọn cựu quan sống tại những vị sau ta phát thời gian kẹt chẳng hái sau mỗi con trai cựu bọn dạy dọn cựu khía bạn chơi riêng nơi hai nó với bạn sau tá hai con phát đi bắt nơi hai tấn được bấy bạn đó được phép chế sau ta bán cựu bọn cựu khía sống ạc mô tình đi Thank you.